Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Cô, trước khi đến với những thông tin quan trọng mà điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. MU chút giá mua xét cô, không từ bỏ Anthony. Muốn chiêu mộ phù thủy nhỏ Hakim ZX. City Mark Lauren tiết lộ sự thật về nội bộ MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chút giá mua xét cô, không từ bỏ Anthony. MU được cho là sẽ phải trả 45 triệu bảng nếu họ muốn ký hợp đồng với tiền đạo Benjamin Setko của Red Bull Sa vào mùa hè này. Quỷ đỏ được cho là đang tham dò khả năng chiêu dụ cầu thủ 19 tuổi đến Old Trafford, trong khi một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu khác như Chelsea, Liverpool, Newcastle và Real Madrid cũng đang theo dõi tình hình của Setko. Sau khi ghi 21 bàn sau 29 trận đá cho đội bóng hạng 2 của Áo theo dạng cho mượn vào mùa giải 2020-2021, Seiko đã trở lại xa Bắc và thường xuyên ra sân trong đội hình chính ở mùa giải trước. Seiko đã ghi 10 bàn và cung cấp 7 đường kiến tạo trong 37 lần ra sân cho đội vô địch Bundesliga áo mùa 2021-2022. Một báo cáo gần đây cho biết, MU đã liên hệ với Sa Bắc để thảo luận về khả năng chuyển nhượng Seiko đến Old Trafford vào mùa hè này. MU được cho là sẽ mua ít nhất một cầu thủ tấn công trước thời hạn ngày 1 tháng 9. Với Seiko, một cầu thủ trong tầm ngắm của họ và việc chiêu mộ của họ có thể phụ thuộc vào tương lai của Ronaldo. Ngoài ra, MU đang có ý định ký hợp đồng với tuyển thủ Brazil Anthony, người chuẩn bị tái hợp với Eric Ten Hag tại Old Trafford. Alex Group nói với khi vào Mispot, Anthony muốn ký hợp đồng với quỷ đỏ nhưng việc chuyển nhượng sẽ không đơn giản vì Ajax không cần phải bán. Ở giai đoạn này là 50-50, Ten Hag rất quan tâm Cầu thủ này muốn đến, nhưng Ajax đang ở một vị trí khá vững chắc vì họ đã huy động được tiền bằng cách bán Martinez và HL. Vì vậy, họ không cần phải bán anh ta với giá rẻ. Theo một báo cáo gần đây được đăng tải bởi tờ Daily Mail, nhà vô lịch Hà Lan đã tăng giá yêu cầu của họ lên 84 triệu bảng để tránh sự quan tâm từ MU. Tuy nhiên, Ten Hag không bỏ cuộc. Ten Hag đã đưa Anthony đến Ajax từ Sao Paulo và ngôi sao xứ Samba đã giành mọi danh hiệu quốc nội ở Hà Lan anh đã trực tiếp đóng góp vào 22 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa vừa qua. Ghi và Sport mới đây đã khẳng định Anthony cũng đang rất nỗ lực yêu cầu ban lãnh đạo Ajax sớm tạo điều kiện hoàn tất thương vụ này. ngôi sao chạy cánh người Nam Mỹ khẳng định muốn gia nhập sân Old Trafford càng sớm càng tốt. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này là nhân tố quan trọng giúp đội tuyển Brazil giành được huy chương vàng tại Thế vận hội năm ngoái. M của trẻ muốn chiêu mộ phù thủy nhỏ Hakim Ziyech. Nhà báo của Fan Football, Nabi Dilit tiết lộ MU muốn chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của Chelsea là Hakim Ziyech. Huấn luyện viên Ten Hag muốn tăng cường hàng công cho MU trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2022 đóng cửa vào ngày 1 tháng 9. MU đã để mắt tới Anthony của Ajax nhưng bị hết giá quá cao. Giờ đây nếu không thể chiêu mộ Anthony, MU sẽ chuyển hướng sang Hakim Ziyech. Ziyech đang bị thất sủng tại Chelsea và có thể sẵn sàng ra đi trong mùa hè này cầu thủ 29 tuổi người Maroc đã ghi được 6 bàn sau 46 lần ra sân tại ngoại hạng Anh cho Chelsea. MU đang thất hứa VỀ Ten Hag. Christian Eriksen, Tidio Malasia và Lisandro Martinez đã đến trong kỳ chuyển nhượng hè, nhưng MU hiện vẫn đang yếu hơn một chút khi mất Pogba, Cavani, Lingard và Mata cũng như Matic. Ten Hag rất muốn củng cố tuyến đầu của MU. Ronaldo và Martial là những trung phong hiếm hoi của họ trong khi Elenka và Ganacho cung cấp sự hỗ trợ ở hai cánh cho Sancho và Rashford. MU đã rất muốn ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh Anthony của Ajax nhưng đã bị gã khổng lồ Hà Lan đưa ra mức giá là 80 triệu bảng. Với việc MU vẫn đang tập trung vào việc ký hợp đồng với Frenkie de Jong, hội đồng quản trị chấp thuận rằng họ đã không đáp ứng được kỳ vọng của Ten Hag khi không mua được một cầu thủ tấn công. Ten Hag muốn ít nhất là có một tiền đạo và lý tưởng nhất là ký hợp đồng với hai cầu thủ thiên về tấn công. Nhưng với việc MU chuẩn bị tiếp Brighton vào cuối tuần này và thị trường chuyển nhượng hè sẽ đóng sau một tháng nữa, có những vấn đề khác mà câu lạc bộ cần quan tâm. Một bản hợp đồng tiền vệ trung tâm là cần thiết và quỷ đỏ sẽ nhắm đến Ruben Neves nếu họ không có được đề dòng. Ở vị trí hậu vệ phải, Ten Hag muốn có sự cạnh tranh cho Idiogo Dalot vì ông sẵn sàng để Adonan visaka ra đi. Harry Maguire đối tác lý tưởng nhất của Martinez ở MU có thể nói Martinez đã gây ấn tượng ngay trong trận đầu tiên khoác áo quỷ đỏ. Anh không mắc phải bất kỳ sai lầm nào và luôn giữ được sự điềm tĩnh trong từng pha xử lý một. Nổi bật hơn hết là khả năng truyền bóng của Martinez, yếu tố mà anh tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với đối tác của mình với tỷ lệ truyền bóng chính xác lên đến 96%. Hiển nhiên, không thể phủ nhận Rafael Varane đã có một trận đấu hay, đồng thời anh cũng cho thấy một sự ăn ý nhất định đối với Martinez. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp lại không được thực sự tự tin khi có bóng trong chân, anh đã tung ra không ít đường truyền thiếu hợp lý hoặc là sai địa chỉ. Và nếu muốn có một đối tác sở hữu khả năng truyền bóng ấn tượng như bản thân mình, thì chắc chắn Martinez phải tìm đến Harry Maguire. Mùa giải trước, đúng là Maguire đã có một quãng thời gian tệ hại về những màn trình diễn dưới mức trung bình. Dù vậy, anh vẫn phần nào thể hiện được phẩm chất của bản thân. Thống kê từ Saman đây cho thấy, trung bình mỗi 90 phút mùa trước, Maguire lại thực hiện 2,51 đường truyền giúp đội chuyển trạng thái, 3,08 đường truyền tịnh tiến, 3,94 tình huống kéo bóng và 4,48 đường truyền vào khu vực 1 phần 3 cuối sân đối phương. Đồng thời, những quan ngại xoay quanh chiếu cao khiêm tốn của Martinez cũng sẽ được giải quyết bởi McQuay khi anh có đến 3,66 pha danh chấp bóng bỏng thành công trên 90 phút trong một giải vừa qua. Cần biết không một trung vệ nào của MU vừa trội hơn McQuay ở những thông số kể trên. Hơn nữa, khi được chơi bóng trong một hệ thống thiên về kiểm soát thể trận như những gì mà Ten Hag đang áp dụng, Mức quay sẽ còn có điều kiện để phát huy hơn nữa khả năng chuyền bóng của mình. Độ cứng của Eric Ten Hag tại MU. Nội bộ từ lâu đã là vấn nạn tại sân Old Trafford, từ siêu sao cho đến dự bị, từ còn hợp đồng dài hạn hay sắp ra đi, tất cả đều có thể phát sinh ra những câu chuyện hấp dẫn truyền thông. Mới nhất, một cầu thủ của MU lên tiếng chỉ trích cách mà đội bóng đối xử với mình sau khi vừa rời đội bóng. Cho đến lúc này, cách Eric Ten Hag xử lý mọi chuyện được xem là khá ổn. Ten Hag rất rõ ràng với quyết định nhân sự và từ đó bám theo kế hoạch áp lực sớm đặt lên vai cựu thuyền trưởng của Ajax khi Ronaldo lên tiếng đòi ra đi. Kế hoạch chuyển nhượng sau đó cũng không thật sự xuân sẻ. Tuy nhiên những phát biểu của Erik Ten Hag vẫn luôn cho thấy thiện chí luôn bảo vệ câu lạc bộ và không trao cánh săn tin quá nhiều thứ để khai thác. Khá khen cho vị huấn luyện viên người Hà Lan khi ông biết cách đứng vững trước sự công kích từ dư luận trong lần đầu trải nghiệm môi trường bóng đá Anh. Kế đến, ông giải quyết triệt đề những mầm mống có thể tạo ra quyền lực đen trong phòng thay đồ. Tân thuyền trưởng của quỷ đỏ thẳng tay gạt bỏ Paul Pogba, Jesse Lingard và gần nhất là Dean Henderson. Một huấn luyện viên theo đuổi chiến lý tấn công như Ten Hag đang rất thiếu nhân sự. Tuy nhiên, ông chấp nhận mất mát để duy trì sự bình yên. Huấn luyện viên 52 tuổi hiểu rằng nhóm cầu thủ này khi không đáp ứng đủ thời gian ra sân sẽ gây ra nhiều rắc rối. Eric Ten Hag hướng đến một phòng thay đồ tích cực trước khi nghĩ về thành tích trên sân cỏ. Ngoài ra, Erik ten Hag xây dựng thói quen tốt cho tập thể, ông yêu cầu các cầu thủ phải dùng bữa chung với nhau. Đây là hoạt động không được duy trì kể từ sau thời của Sir Alex Ferguson. Vị tân huấn luyện viên muốn các học trò tạo mối liên kết mật thiết giữa người với người thay vì chỉ là ra sân và chơi bóng. Tuy nhiên, ông cũng tác chế độ mềm mỏng khi cần thiết. Chúng ta đều thấy Eric ten Hag đã rất nhượng mộ Ronaldo từ đầu hè. Cựu cầu thủ người Bồ trở lại trận giao hữu với Rayo Vallecano vừa qua nhưng sau trận chiến lược gia người Hà Lan thẳng thắn cho biết việc bỏ về sớm khi trận đấu chưa kết thúc là không thể chấp nhận. Chỉ cần vi phạm nội quy tập thể, Eric Ten Hag nhanh chóng chỉnh đốn mà không hề nể năng. Ngược lại, khi CR7 lâm vào cuộc chiến vô hình với ban lãnh đạo MU, Eric Ten Hag lại quyết định mềm mỏng nhằm giữ chân ngôi sao 37 tuổi. Cách xử trí của ông suốt giai đoạn vừa qua giúp cổ động viên MU tương đối hài lòng và cũng chưa xuất hiện nỗi lo lắng nào. Có thể thấy Eric Ten Hag đã nghiên cứu rất kỹ về MU, không chỉ là chuyên môn mà còn các khía cạnh khác như văn hóa trong phòng thay đồ. Đây có thể là tiền đề cho ông tránh được những vết xe đổ của các huấn luyện viên tiền nhiệm. Chỉ khi làm được điều đó, Terric Ten mới có cơ sở để nghĩ về những thứ lớn lao hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.